Hiện nay sanh xuống trần là vì lệnh của chư Phật và Thượng Đế. Kiệt là một trong 12 người con trai của Thượng Đế, gọi là chuyển lưng Thánh Dương. Chuyển tức là chuyển kiếp thôi. Nghe cái tên thì nó ngầu lắm, nhưng mà thật sự nó cũng bình thường lắm, mình giải thích. Luân là luân hồi. Thánh thì người ta ngoài cái danh từ ta gọi thánh, thì không lẽ nói con của ông trời thì cũng hơi kỳ, nó chuyển lưng con ông trời kỳ. Gọi là chuyển lưng Thánh Vương. Vương là gì? Cái xã hội ở trên trời cũng như xã hội dưới đất chúng ta, truyền thừa vua vua vậy đó. Thì trên trời cha là vua của tất cả các vũ trụ này, cũng là cha của tất cả các chư Phật. Mẹ là đất, mẹ tạo ôi địa cầu này là Phật Mẫu. Cha là Thượng Đế. Ở trên trời có 36 ông trời, 36 Thượng Đế. Cha là Thượng Đế lớn nhất. Cho nên Kinh Thiên Tâm á, là cái đuốc á, mà hôm nay Kiệt trao lại cho họ Thiên sáng ngày hôm nay, đó là Nam Mô Nhất Thiên Thiên. Có hai chữ Thiên nha. Thiên Thiên tức là cao nhất. Chứ còn Nam Mô Ngọc Hoàng Thượng Đế thì cũng thường quá. Không biết ông nào, ông Hoàng Đế thích hay là ông khác. Tại vì bây giờ nói, ê, Tổng thống, không biết Tổng thống Kim Jong Un hay Tổng thống Trump hay Tổng thống Biden. Thì nó có cái, cho nên Kinh Thiên Tâm có phân biệt rõ. Nam Mô Nhất Thiên Thiên, đó là vị trời lớn nhất cho chúng ta cái linh hồn. Đó. Rồi mẹ cũng vậy, cũng rất là nhiều mẫu, Phật mẫu này mẫu kia ở khắp tất cả các tầng cõi, tầng ngoài đó có 36 tầng trời. Thì Nam Mô Nhất Nhất, chữ Nhất Nhất Hoàng Thiên, tức là mẫu mà mẫu mẫu cao nhất. Thì đã phân biệt rõ ràng như vậy. Chỉ kinh điển và những người mà cố tình mà không muốn hiểu về Thượng Đế hay là không muốn hiểu về cha trời mẹ đất thì họ lái chữ. Lái chữ có nghĩa là làm cho bao nhiêu người hiểu lầm. Thì họ là ma quỷ mà họ đâu còn sợ tội nữa.